Hello cả nhà nha, em được miền Tây xin chào cả nhà đã quay trở lại với video bán hàng tiếp theo nữa của em nha anh em. Đó, hiện tại thì shop của em đang về rất là nhiều đồ luôn nha anh em, nó quay tổng quan cho anh em xem nha. Đồ rất là nhiều luôn nha anh em, đó. Đồ rất là nhiều luôn, cho nên là quay cho anh em xem. Đó, nhưng mà hôm nay em mới về mẫu cần mực nước là 5H cho nên là thanh lý cho anh em nha anh em. Nó cần rất là đẹp luôn, đó. Cho nên em bữa hổm thì anh em đã quay được cảnh cần 6H nha anh em. 6H bữa hổm là đầu bu chống sắn nha anh em. Đó, đầu bu chống sắn. Chiếc này là đầu bu đọt giải anh em, đó, đọt giải nha, đọt giải. Thì cần được thiết kế cũng như mẫu cũ đó anh em, nó cũng là màu xanh. Nhưng mà phiên bản này anh em đọt nó sẽ nhỏ hơn cho anh em ha. Đây là cần mực nước nha anh em. Em có từ 3m6, 4m5, 5m4 nha anh em. Đó. Thì 6m3 thì em còn mẫu 6H nha anh em. Đó. Đây nha anh em. Phía dưới là có rảnh ABS rồi cho anh em ha, rất là đẹp luôn nha, được sơn nổi bật cho anh em ha. Rảnh ABS được sơn luôn, chống bó lóng ha. Cần thiết kế là carbon nha anh em. Nè. Phía trên là có phủ thêm một lớp chống nổ cho anh em ha. Đó, phủ lớp chống nổ cho anh em nha. Thì cần này là cần 5H nha anh em, 5H nha. Đó. Đọt là đọt giải nha cả nhà. Đó, đọt là đọt giải luôn. Đó, đọt 360 là mẫu hả, là mẫu 6H nha anh em. Giờ em về mẫu 5H nha. Còn con này tầm khoảng 1 ly 2 anh em, ly 2. Thì anh em câu mè, câu chép, câu đồ á, câu rô đồ á thì đọt cái này thì chiêu hơn là cây hôm bữa nha anh em, cây hôm bữa là 6H nó hơi cứng nha. Đó, cây này là 5H, đó mẫu một lớp 5H nha anh em, đọt giải nha. Đó, đọt giải. Đó anh em mà sưu tầm thêm thì nên xài mẫu này. Khi mua một cần em sẽ tặng kèm một cái đọt cho anh em ha. Đó, sẽ tặng kèm một cái đọt cho anh em như thế này nha anh em. Khi mua một cần nha, sẽ tặng kèm một ngọn nha anh em. Đó, anh em ok chưa? Đó. Tặng kèm một ngọn nha. Cần này hôm nay em thanh lý cho anh em là còn giá là 220.000 anh em. Đó, anh em nhanh tay lên nha. 220.000 xây 3m6 cần 5H nha anh em. Đó, đọt giải nha. Đó, đọt nó đọt giải nha anh em. Nó khác với mẫu 6H hôm bữa nha, rất là đẹp nha anh em. Đó, mẫu này thì đọt nó 1:2 à. Nó cần thì xây 3m6 4m5 là rút ra là thẳng băng luôn nha anh em. Đó. Để em quay cho anh em xem ha. Đó. Nó rút ra nè. Đó, rút ra là thẳng băng gì luôn anh em. 3m6 là rút ra là thẳng băng luôn á nha. Đó, cho nên là anh em yên tâm ha. Đó, rút ra là thẳng băng luôn. Thì anh em nhận hàng thì kiểm tra hàng rồi thanh toán cho shipper anh em. Đó, em không có nhận cọc trước đâu. Đó. Thì anh em mà đặt số lượng nhiều mới nhận cọc chứ 1 2 cây, 2 3 cây em không bao giờ nhận cọc anh em. Nó phủ lóng rồi cho anh em đó, rất đẹp luôn nha. Đó. Để em điểm camera cho nó lấy nét cho anh em ha. Có phủ lóng trên thì chống có nổ dưới luôn nha anh em. Đó thì em thanh lý cần mực nước mới về luôn anh em. Mẫu này là mẫu phiên bản 5H nha. Đó, đây là tem của cần nha anh em. Đó, tem của cần. Đó, bên đây là thông số chi tiết. Đó, thương hiệu mực nước. Đó. Phía dưới là có móc khóa cho anh em chống chống Hugo. Chơi lại Hugo không? Hay kêu là móc an toàn anh em. Đó. Đó. Thì giá là 220.000 xe 3m6 anh em, mẫu mực nước 5H nha. Anh em nhớ mã của nó em thanh lý là mẫu mực nước 5H nha anh em. 3m6 là 220. Đó. Còn 4m5 là 250. 5m4 là 280 nha anh em. Mỗi xây là tăng lên là 30.000 anh em. Anh em nhớ giùm em nha. Đó. 3m6 là 220. 4m5 là 250. Đó, 5m4 là 280 nha anh em. Còn 3 xây này anh em tranh thủ lên nha để không còn hàng nha. Đó. 5H. Đó, một cần carbon, thu ngắn cần là 1m1 anh em. Đó. Thì đây mẫu là mẫu mực nước đời đầu anh em, còn mẫu mực nước này là mẫu 2023 nha. Đó anh em đừng hiểu lầm nha đó. Anh em coi nè, đó. Mẫu đời đầu với mẫu 2023 nó khác nhau anh em, đó. Mẫu đời đầu nha anh em. Đó, mẫu này của mình là mẫu đời đầu. Cho nên là còn ít cây cho nên là cũng thanh lý cho anh em luôn. Thì giá thanh lý thì anh em cũng biết rồi đó. Rẻ bèo luôn, đó. Cho nên là anh em nhanh tay lên nha. Đó. Đây là mẫu thanh lý nha anh em. Đó, giá là 220.000 36 250 4m5 280 5m4 nha anh em. Đó, anh em nhanh tay lên nha. Khi mua hàng em sẽ tặng được tặng một cái ngọn phụ nha anh em. Đó, và được bỏ trong cái bao cặn này cho mình đàng hoàng ha. Đó. Rồi. À, anh em mua hàng thì nhanh tay lên nha. Rồi em được hôm nay sẽ thanh lý cặn một bước như thế này cho anh em. Đó, cho anh em cho nên là anh em coi liên hệ em qua số điện thoại là 0963 890 470, nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nha anh em ơi.
đó, chủ yếu là lên đây thanh lý này. Còn hàng này thì em mới quay trong video trước rồi đó, anh em muốn coi tham khảo thêm đó thì coi ha. Đó, càng câu cảm giác nè anh em, ngoại hổ thần long 4H nha anh em, đó 2m7 250, 3m 270, 3m 6 209, 4m 5 301, được tặng kèm một ngọn phụ luôn, ngoại hổ thần long 4H, câu cá rô câu cá mè là bao phê luôn nha anh em. Đó, gửi không ảnh Shimano 35.000 một lò gửi, nó có đầy đủ xây cho anh em luôn, số 1, số 2, số 3 đó, rất là nhiều anh em đó. Giờ chục ha, chục tím số 3, số 4, số 5 từ 3m6 tới 5m4 cho anh em luôn đó, rất là đẹp anh em, giá 20.000 một cái nha anh em đó, chục nha đó. Rồi gác cần câu tay đó, 2m1 với 2m3 đó, 2m1 là 130.000, 2m3 là 140.000 anh em đó, đồ về rất là nhiều luôn đó. Rồi chuẩn bị lên kệ để phục vụ anh em nha. Rồi cần mặt nước 5H em thanh lý, anh em tranh thủ dùm cho em nha đó, còn vài cây thôi, nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết nha, mẫu đọt giải nha anh em đó. Rồi em được xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha anh em đó, đồ rất là nhiều, cho nên là anh em mua hàng anh em á thì cứ kiểm tra ưng ý thì mua, thuận mua vừa bán anh em đó, em không có nhận cọc trước, thử ra anh em cứ yên tâm á đó. Shop em cũng nói chung là cũng là mình nói shop lớn thì anh em hiểu nhầm nha anh em, nhưng mà nói chung là cũng được đủ điều kiện để mà buôn bán đàng hoàng cho anh em, chứ không có chơi kiểu mà lừa đảo chụp giật nha anh em. Với lại hàng mà em buôn bán em không có nhận cọc trước thì anh em cứ yên tâm mà chơi nha đó. Rồi em được cũng xin chào cả nhà nha, bây giờ sắp số lên kệ thì số vô thùng rồi lên dẹp nghỉ các bạn ơi, đuối qua đuối rồi đó. Em sớm dẹp vô nè, gọng đeo qua giá rẻ năm chưa quay cho anh em nữa nè đó, nó gọng đeo qua giá rẻ nè, 33 xăng dài 2m mà có 160.000 anh em, gọng đài anh em đó. Rồi 33 xăng dài 2m rưỡi có 180 à đó, 33 xăng dài 1m7 là có 140 anh em đó, có trăm mấy cái thôi nha anh em, gọng cô đài giá rẻ giá sinh viên nha, nó rất là nhiều luôn anh em đó. Rồi em được cũng xin chào mọi người nha, cảm ơn anh em đã xem video rất là nhiều nha.